Chào các lớp, và tiếp tục trình series hướng dẫn các bạn đánh trống lù lù. Hôm nay thì chúng ta sẽ đánh cái phần điệp khúc của điệu bolero rumba, ok chưa? Để các bạn sẵn sàng để học ha. Rồi, chuẩn bị một cái trống. Alo cho Trần Khánh. Rồi, tặng các bạn một cái khóa học đánh trống luôn. Ok rồi, bây giờ chúng ta phải vào bài luôn ha, nhanh gọn luôn ha. Bây giờ bốn phách, các bạn lưu ý là 1 2 3 4, 4 phách. Thì Trần Khánh có ghi bục chết dưới đây, nhưng mà tại do tiết tấu này nó hơi khá là khó, cho nên là các mình phân ra tiết tấu là tiết móc đơn móc kép cho các bạn nắm luôn nè ha. Bập bập chết, đây là một đơn, bập bập một kép. Cho phách ba chúng ta nghỉ, nghỉ nhưng mà nghỉ cho nên là một kép các bạn. Rồi tới cái bập này nè là một đơn, rồi bập chết một kép một đơn ha. Bập 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 là một kép, một kép một đơn ha. Cái này quay trở lại một rồi mình không nói rồi ha. Rồi ok chưa? Rồi mình thấy nôm na thì bây giờ mình vô thử ra, các bạn nghe thử ha, nghe thử trước, mượn tượng trước ha, rồi chúng ta học ra. Cái này lưu ý các bạn rất là khó nha các bạn. Rồi ok ha. Giờ rồi mình đánh cái phần cái điệp khúc á. Rồi bây giờ đánh từ từ các bạn, một qua ha, chúng ta ra bập bập chách, bập bập. Thì cái chất bên này các bạn đánh vô cái gì ha, nó đào tí tí cái gì, cái tông cũng được, một cái sẹt cũng được, ok rồi ha. Bập bập chất, còn là một đơn không. Rồi bập bập chất, rồi tới cái chỗ này bập bập ba chúng ta nghỉ, bập bập chất, bập bập, ok chưa, bập bập chất, bập bập ba, một và hai và ba, rồi chưa, ok. Bập nghỉ, nghe cho phát ba, bập bập chát, bập bập nghỉ, bập bập chát, bập bập nghỉ, rồi bập bập chát, bập bập nghỉ, rồi cái này đánh nhanh nè các bạn, tao nói nó là một một kép, rồi bập bập chát, bập bập nghỉ, rồi tiếp tục nha. Qua phát ba chúng ta phải đánh cái bập liền, bập bập chát, nghĩ bập, rồi bập bập chát, bập bập bập, rồi bập bập chát, bập bập nghĩ bập, rồi tiếp tục ở chỗ này các bạn canh sau về ngay phát 4 chúng ta sẽ đánh lại cái bập chát, bập chát, bập chát ngay phát 4 nha, gần về phát 4 chúng tôi mới đánh ha, tại vì đây là một kép qua một kép, nhanh qua một ha. Rồi bập bập chát, bập 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 chát, lại ha, bập bập chát, ok chưa, bập bập chát, bập 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 chát, ok, bập bập chát, bập 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 chát, bập bập chát, bập 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 chát, bập bập chát, bập 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 chát. Rồi ngay chỗ này thêm cái miếng này nữa xong, bập bập các bạn đánh ngay cho bập bập một con em, chúng ta đánh ngay phần giữa ha, chỗ và nè, và sắp gì một, bập bập một, bập bập một, bập bập một, bập 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 chết, bập 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 chết, bập 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 ha. Rồi bập bập bập, rồi lại nè, bập bập chết, bập 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 bập. Ok, vậy là xong rồi các bạn, mình đánh chậm nha. Bập bập chết, bập bập chưa. Rồi ngay chỗ này bập bập bập. Rồi đây mình nói thêm ngay cho các bạn này, nếu đây thường thường các bạn chúng ta có thể thêm một cái tiết tấu ở chỗ này, có cái bập ở chỗ này nữa rồi, nếu mà có thêm nha, à, có thêm ngay chỗ này thì nó sẽ biến ngay chỗ này, thành ok, và đều sẽ thành ok. À, ví dụ như ha, cái đó mình sẽ biến tấu thêm một cái chỗ đó, các bạn lưu ý chỗ này, mình sẽ dẫn các bạn luôn này, mình đánh xếp này nên khó hơn nhưng mà sai hơn nè. Bập bập chát, bập 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 chát, bập 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 bập
bập bập luôn các bạn. Thấp chất bập 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 luôn các bạn. Rồi. Bập bập chất bập 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 chất bập 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 chất. Nhưng mà cái bập 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 này nè, các bạn đánh ngay chỗ cái bập 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 dưới đây nè. Thì cái ba cái bập này bạn sẽ đánh nhỏ hơn so với cái bập ngay phát mạnh. Bập một nè, nó so với mạnh hơn. Chất bập 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 ha, như vậy ha. Cái phần tiết tấu này các bạn nghe bập rất là nhiều, chết rất là ít. Thường thường chúng nghe thường thường đến ban nhạc tây phải kèn á. Thường thường nó cái tiết tấu này rất là nhiều. Đây ha. Không thì chúng ta không cần ở đây, chúng ta đánh như cái tiết tấu cũ ha. Bập bập chết bập 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 chết bập 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 chết bập 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 chết. Rồi, cái đó tiết tấu cũ, rồi theo tiết tấu mới ha. Ok ha. Rồi. Các bạn phải tập từ chậm ha, từ từ chậm chậm rồi từ từ quen dần mới nhanh ha. Bụp bụp. Rồi tập từ từ rồi nhanh dần chúng ta sẽ ra được cái tiết tấu này. Ok, cái này rất là khó nha bạn, phải tập kỹ nha. Để chúng ta đánh phần điệp khúc rồi các bạn áp dụng phía sau những video sau mình sẽ áp dụng để đánh vô cái bài cho các bạn nghe ha. Rồi ok ha, chúng ta tạm dừng video tại đây ha. Có khi các bạn cứ alo cho Thành Thánh nha. Ok, bye bye, club chúc sức khỏe.